Xin chào các bạn nha, đây là cái cây bồ đề đó các bạn. Có rất là nhiều cây bồ đề đã trồng trên chậu rồi nha các bạn. Và cái trên đá rồi. Đá này các bạn, đây là đá ong nha các bạn. Đây có lá đọc đỏ luôn các bạn. Đây cũng là cây bồ đề nữa các bạn ạ. Kia cũng bồ đề đó. Bồ đề đây nữa. Này cây xanh nha các bạn, đây bồ đề đây này. Ba cây bồ đề liên tục. Đây là cặp bồ đề khủng luôn. Hai anh em. Thân to khủng luôn nha các bạn. Các bạn nào cần thì cứ inbox liên hệ nha. Đây nữa, một em bồ đề. Mình mới cắt tỉa đây. Tại vì sau cái đợt, sau những ngày mưa này, nó ra cành rất là nhiều xâm xê. Nhưng mà cắt hết. Đây là cây xanh. Đây là cây xanh nha các bạn. Tiếp tục một cây xanh nữa. Đây một em bồ đề. Đây có em bồ đề nữa đây nha các bạn. Xanh. Đây là gốc bồ đề nữa nè. Ở đây có rất là nhiều bồ đề. Đang cắt cành của bồ đề nha. Cắt lá xong bỏ nha. Để nó trồng lên chậu rồi. Mình chưa cắt tỉa hết. Có một cây nhưng mà bị khô bị chết nó rồi. Cái này thấy không? Có một cây khủng nữa. Này cao 2 mét. Đây này. Bụng đá rồi nha các bạn. San hô đây. Quá vậy. Bồ đề. Rất là quá vậy. Đây là cây xanh nha các bạn. Rất là nhiều bồ đề các bạn. Hàng trăm gốc luôn các bạn. Đây là gốc xanh. Đây là bộ đế của nó kìa.
đây là bồ đề. Già khẩu luôn các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Giống gà mới các bạn. Giống gà này giống gà gì đâu. Nó ăn cái gốc đu đủ. Bồ đề quá nhiều các bạn. Đây là bồ đề này. Đề đọc đỏ nha các bạn. Đây là bồ đề hình tích như thế này. Đây một cái nữa. Đây mình sao cho anh em xem nha. Dàn bồ đề khủng nha. Bên kia có một góc nữa rồi. Này bám chậu bám đá luôn nha các bạn. Rất là khủng luôn. Quá khủng luôn rồi này. Đây. Cái này cao khoảng 60. Vành khoảng 40. Để xù xì ôm đá. Rất lệ. Đây. Bao quát đây. Cận cảnh đây các bạn. Đây một em nữa.
100% gốc luôn á. Được nóng rồi các bạn, không thấy được. Nào thích thì liên hệ nha, liên hệ để được rồi. Đây này cũng nha các bạn, đây này vành không biết bao nhiêu luôn, đây này cũng khi này 80-90 gì đó, hoành cũng ôm dạo lắc léo ghê chưa các bạn. Này mới thực sự cũng rồi các bạn, bên kia cũng còn rất là nhiều nha các bạn. Bồ đề luôn đó các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Mình sẽ cập nhật những cái cây cảnh đẹp này cho các bạn xem nha. Còn rất là nhiều mình không thể quay hết được. Bây giờ mình sẽ đi cắt cành cái đã. Mình sẽ quay cho các bạn xem sau nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ nha các bạn.